Thì trong các video trước, các bạn đã biết những cái bước để bắt đầu với thị trường cryptocurrency đầy tiềm năng này. Thì sau khi các bạn đã xác định được cho mình cái vị thế là đầu tư hay đầu cơ và cái chiến lược cụ thể khi đầu tư crypto, thì các bạn lại bắt đầu đặt ra một câu hỏi là làm thế nào để chọn cho mình những cái crypto tốt và tránh được những crypto rác. Thì xin thưa với các bạn là hiện nay trên thị trường cryptocurrency, theo thống kê trên CoinMarketCap thì có khoảng 1.500 đến 1.600 đồng coin đang có mặt trên thị trường hiện nay. Và trong số đó thì có khoảng 80% là những crypto rác. Và hàng ngày vẫn có rất nhiều đồng crypto bị loại khỏi cái danh sách này và không bao giờ các bạn nhìn thấy nó nữa. Vậy trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ giúp các bạn có những cái phương pháp và tiêu chí để loại bỏ ngay những crypto rác và chọn được cho mình những crypto tốt để đầu tư trong thị trường này. Và trong một video sau, mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn những cái tiêu chí để lựa chọn crypto cho từng loại hình đầu cơ hoặc là đầu tư cụ thể nó như thế nào. Thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube đầu tư Tradecoin này của mình để cập nhật sớm nhất. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ có hai phần chính. Phần 1 là những tiêu chí, những cái từ khóa để lựa chọn một crypto tốt. Và phần 2 là cái phương pháp thống kê và tìm kiếm những thông tin về cái crypto đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái phần 1 là tiêu chí lựa chọn. Thì đến với phần này, chúng ta sẽ đến với những tiêu chí, những cái từ khóa để chúng ta có thể xác định được một cái crypto này nó có tốt hay là không. Và chỉ trong những bước cực kỳ đơn giản, các bạn có thể loại ngay được một đồng coin rác trong một nốt nhạc. Và chúng ta sẽ đi vào từng bước cụ thể. Và cái yếu tố đầu tiên, cái yếu tố quan trọng nhất của một đồng coin để các bạn xác định được luôn, đó là một đồng crypto hay chỉ là tiền ảo hoặc là tiền điện tử lừa đảo. Thì mình đã chia sẻ với các bạn ở trong cái video phân biệt tiền ảo, tiền điện tử với tiền mã hóa. Đó chính là yếu tố nền tảng. Thì cái nền tảng của nó phải tốt. Một cái crypto được tạo ra thì tối thiểu nhất nó phải được chạy ở trên nền tảng blockchain phi tập trung. Và nếu nó không chạy trên blockchain thì các bạn loại ngay lập tức vì nó không phải crypto. Mà không phải crypto thì nó không có giá trị. Tiếp theo, các bạn tìm hiểu xem là cái đồng crypto đó nó chạy trên nền tảng blockchain nào, thế hệ thứ mấy. Ví dụ như của Bitcoin là 1.0, Ethereum là 2.0. Và hiện nay có những cái đồng coin nó đang ứng dụng công nghệ blockchain 3.0 và sau này sắp tới sẽ là 4.0. Càng những thế hệ mới sau này thì nó sẽ càng có những tính năng ưu việt và có giá trị hơn. Nó xử lý được những nhược điểm của thế hệ trước. Và cái yếu tố thứ hai đó là tính ứng dụng và cái mục tiêu ra đời của crypto đó là gì. Thì các bạn phải xem xét để cái tính ứng dụng, cái mục tiêu đặt ra của cái đội ngũ phát triển đó có tính khả thi trong tương lai hay không. Nó phục vụ cho doanh nghiệp, cho giáo dục, cho y tế hay cho chính phủ như thế nào. Tất nhiên khi giới thiệu về một dự án thì ông nào cũng nói hay cả, cũng đều tâng nó lên mây lên trời. Nên các bạn cần phải đánh giá xem là cái mục tiêu đặt ra của họ có thực tế và khả thi hay là không. Nếu mà mục tiêu đó nó quá nhỏ mà nhiều đồng coin khác đã làm được rồi và cái công nghệ đó nó cũ rồi thì không có tiềm năng đột phá trong tương lai nữa, thì cái đồng coin đó chúng ta bỏ qua. Còn nếu mà cái mục tiêu đó nó quá viển vông và không có khả năng thực hiện được thì chúng ta cũng bỏ qua, vì nó chỉ viết ra cho hay để kêu gọi nhà đầu tư đổ tiền vào đây. Và cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải tìm được những dự án tốt, có tầm nhìn và ứng dụng của nó có tiềm năng lớn, nhưng nó phải thực tế và cái đội ngũ phát triển của nó phải có khả năng thực hiện được cái điều họ nói. Và cái yếu tố tiếp theo chính là cái yếu tố đội ngũ phát triển. Các bạn phải xem xét xem cái dự án đó, cái đội ngũ phát triển của họ có công khai ra mặt hay là họ ẩn danh. Nếu dự án nào mà đội ngũ phát triển của nó không công khai và ẩn danh thì các bạn không nên tham gia, vì nó có dấu hiệu lừa đảo, nó không minh bạch. Hoặc nếu không lừa đảo thì họ cũng không chịu trách nhiệm về cái dự án của họ, nên cái dự án đó nó khó có thể tốt được. Và sau này khi crypto nó được các chính phủ thừa nhận và quản lý thì những cái dự án ẩn danh như vậy sẽ không được chấp nhận. Còn nếu đội ngũ phát triển của họ công khai thì các bạn phải xác minh được họ là ai, họ có khả năng hay kinh nghiệm gì trong cái lĩnh vực công nghệ này. Có rất nhiều những cái dự án được lập ra, cái đội phát triển của họ không hề có kinh nghiệm gì với cái lĩnh vực công nghệ này. Thậm chí là ở Việt Nam, hôm vừa rồi mình có đọc một cái bài báo, có một công ty nông nghiệp sau khi làm ăn thua lỗ cũng quay sang nghiên cứu về blockchain, thì khả năng thành công của họ thấp hơn rất nhiều so với những công ty có nền tảng về mặt công nghệ. Cái này thì các bạn phải dựa vào trực giác của mình để đánh giá xem cái team đó họ có tiềm năng hay là không, tầm nhìn dài hạn của họ như thế nào. Nếu một dự án có những người trong cái đội ngũ phát triển của họ, hoặc là cái người advisor, người cố vấn của họ là những cái người nổi tiếng hoặc là những tập đoàn lớn trên thế giới như Microsoft hoặc là Google, thì những cái dự án đó khả năng thành công sẽ rất là cao. Thì đó là cái yếu tố đội ngũ phát triển. Thì tiếp theo là một yếu tố cực kỳ quan trọng để một cái đồng crypto nó phát triển và tăng giá, đó chính là yếu tố cộng đồng. Thì bất kể cả crypto
hay bất cứ một loại tiền đồng fiat nào như đô la hay là Việt Nam đồng, thì cái yếu tố để nó có giá trị chính là nó phải có cộng đồng sử dụng và nó phải phát sinh giao dịch. Thì với một crypto thì các bạn cần phải tìm hiểu xem cái cộng đồng của nó có lớn hay là không. Cộng đồng càng lớn và càng có niềm tin vào crypto đó, cũng như là niềm tin vào cái đội ngũ phát triển, thì cái đồng coin đó nó càng có giá trị. Và yếu tố cuối cùng khi lựa chọn một crypto đó chính là marketing và PR. Thì các bạn cần phải đánh giá cái chiến lược marketing và xây dựng cộng đồng của đồng coin đó như thế nào, nó có hiệu quả hay không. Thì marketing phải tốt thì mới nhiều người biết đến và tạo được niềm tin cho họ vào cái giá trị của đồng coin, và từ đó thì cộng đồng mới phát triển lớn hơn. Ví dụ những cái dự án của họ marketing bằng cách nào, bằng báo chí hay bằng truyền hình, hay kết hợp với các ông lớn đã nổi tiếng. Ví dụ như một dự án đã được hỗ trợ bởi Microsoft, thì cái độ phủ sóng của dự án đó sẽ rất là lớn và nhiều người sẽ biết đến trên toàn cầu. Hoặc là các bạn phải xem là cái trang web của họ như thế nào, có tối ưu hay không, có thân thiện hay không. Và ở trên các mạng xã hội của cái đồng coin đó, trên các diễn đàn hoặc là trên YouTube, thì họ có cập nhật tin tức thường xuyên hay không, có tương tác và hỗ trợ trả lời cộng đồng tốt hay không. Thì trên đây mình đã tổng hợp 5 cái tiêu chí cực kỳ quan trọng để các bạn đánh giá một crypto có tốt hay không, và loại thẳng tay những crypto rác lừa đảo để chúng ta có thể giảm thiểu được phần lớn cái rủi ro. Và đầu tiên là cái phần nền tảng, thì nó phải chạy trên nền tảng blockchain khi tập trung. Thì thế hệ càng mới càng tốt. Hiện nay thì các bạn nên mua những đồng coin mà nó ở thế hệ blockchain 2.0 trở lên. Và ứng dụng mục tiêu của nó trong tương lai có tiềm năng và khả thi hay không, đội ngũ phát triển của nó có công khai hay không, có uy tín và khả năng trong lĩnh vực đó hay không. Ví dụ một công ty nọ họ cũng có uy tín, nhưng mà uy tín trong cái lĩnh vực khác. Ví dụ họ có uy tín trong lĩnh vực sản xuất nhựa chẳng hạn, thì họ cũng khó thành công trong cái lĩnh vực công nghệ, vì hai cái nền tảng này nó không liên quan gì nhau. Rồi đến cộng đồng, thì cộng đồng của đồng coin đó phải lớn thì mới có giao dịch và thanh khoản tốt. Rồi xem xét cái chiến lược marketing và xây dựng cộng đồng có hiệu quả hay không. Thì kết hợp với 5 tiêu chí trên thì các bạn hãy xem xét với những cái số liệu ở trên CoinMarketCap của cái đồng coin đó, xem là cái vốn hóa thị trường của nó là bao nhiêu, volume giao dịch 24 giờ có lớn hay không. Nếu cái lượng giao dịch mà nhỏ quá thì không có tính thanh khoản, và xem xét xem cái lượng cung trên thị trường và lượng cung tối đa của đồng coin đó là bao nhiêu. Thì các bạn nên chọn những đồng coin mà có lượng cung vừa phải, khoảng vài chục triệu đến vài trăm triệu coin, thì khả năng tăng giá sẽ cao hơn là những đồng coin mà nó có lượng cung lên đến vài tỷ hay vài chục tỷ coin. Thì ở trên đây các bạn đã biết 5 cái tiêu chí để xác định một đồng coin tốt. Vậy chúng ta sẽ sang đến phần 2 là tìm kiếm thông tin để xác nhận theo 5 cái tiêu chí ấy như thế nào. Chúng ta sẽ đi vào phần 2, phương pháp tìm kiếm thông tin. Thì đây là trang web CoinMarketCap. Nó là một cái trang rất đa năng mà các bạn có thể khai thác hầu hết các thông tin về một đồng coin ở đây. Thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn các bạn rất chi tiết sử dụng những cái tính năng cũng như nội dung ở trong cái trang web này. Thì các bạn có thể lên kênh YouTube Đầu tư Chơi Coin của mình để xem lại cái video đó. Thì mình sẽ lấy ví dụ về một đồng coin cụ thể để cho các bạn dễ hiểu về cách tìm thông tin về một đồng coin như thế nào. Và mình sẽ lấy ví dụ đồng Cardano đi chẳng hạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải nhìn vào cái vốn hóa thị trường của nó là bao nhiêu, và cái thứ hạng của nó trong thị trường cryptocurrency là bao nhiêu. Thì cái đồng Cardano này nó có vốn hóa thị trường là gần 11 tỷ đô, rất là lớn, và nó đứng thứ 5 trong danh sách những đồng coin. Thì ở trong danh sách cryptocurrency theo thống kê của CoinMarketCap, thì từ top 1 đến top 20 là những cái coin siêu top, từ 20 đến 50 là những coin top nhỏ, từ 50 đến 100 là những coin tầm trung, và từ 100 trở đi là những coin nhỏ. Thì tiếp theo là các bạn phải xem xét đến cái volume giao dịch 24 giờ của cái đồng coin đó là bao nhiêu. Thì các bạn có thể thấy ở đây là Cardano nó có volume giao dịch 24 giờ hơn 1 tỷ đô la, cực kỳ lớn, chứng tỏ là cái cộng đồng sử dụng và giao dịch của nó rất là nhiều, và cái đồng coin này thanh khoản rất là tốt. Nhưng bên cạnh đó, thậm chí có những cái đồng coin mà cái volume giao dịch 24 giờ của nó chỉ vài chục ngàn đô, cực kỳ nhỏ, thì cái coin đó các bạn không nên tham gia vì nó thanh khoản rất khó và dễ bị làm giá. Rồi tiếp theo thì các bạn phải xem xét những cái lượng cung của cái đồng coin đó là bao nhiêu, lượng cung ra thị trường là bao nhiêu và lượng cung tối đa là bao nhiêu. Như cái đồng Cardano này, cái lượng cung của nó đã phát hành ra thị trường, circulating supply của nó là hơn 25 tỷ đồng coin, và cái lượng coin tối đa của nó có thể phát hành ra thị trường là 45 tỷ. Thì các bạn có thể thấy là con số này nó rất là lớn, nên cái khả năng mà cái đồng Cardano này nó có thể lên tới giá vài chục đô hay là vài trăm đô là cực kỳ khó và gần như là không thể. Tất nhiên, đến khi cái thị trường cryptocurrency này
nó phát triển mạnh mẽ hơn và được các quốc gia, các chính phủ công nhận, thì cái đồng Cardano này nó có thể lên được cái giá đó trong tương lai xa. Nhưng trong cái tương lai gần khoảng 2-3 năm tới thì nó sẽ không thể lên được cái giá là vài chục đô hay vài trăm đô. Thì sau khi các bạn đánh giá được những cái yếu tố số liệu của một đồng coin ở đây, thì chúng ta sẽ đi vào để tìm hiểu những thông tin chi tiết của nó ở bên cột trái này. Cái phần đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu đó là website của nó. Chúng ta ấn vào website. Thì sau khi các bạn ấn vào, nó sẽ hiện ra cái phần website, trang chủ của cái dự án đồng coin đó. Thì ở đây các bạn có thể khai thác tất cả những thông tin về cái dự án này, bao gồm có nền tảng, team phát triển, cộng đồng, marketing, tầm nhìn tương lai của họ, tất tần tật về cái dự án mà các bạn đang quan tâm. Và nếu các bạn không giỏi về tiếng Anh thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng Google Dịch. Thì các bạn ấn chuột phải vào màn hình và chọn phần dịch sang tiếng Việt, là tất cả những nội dung ở trong trang web này đều được dịch tự động sang tiếng Việt. Thì hiện nay cái Google Dịch này nó đã được cải tiến rất là nhiều, nên nó dịch khá là sát nghĩa. Và nếu các bạn đọc, các bạn có thể hiểu được 80-90% những gì được viết ở trong trang web này. Thì khi mà các bạn vào cái trang web của một đồng coin thì có hai cái từ khóa quan trọng nhất mà các bạn cần tìm hiểu, đó là white paper và roadmap. Thì bất kỳ một cái dự án crypto nào họ bắt buộc đều phải có white paper và roadmap. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái phần roadmap. Và mỗi một cái trang web của một cái đồng coin thì nó sẽ có cái giao diện khác nhau, và chúng ta cần lên cái trang web đó để tìm cái phần roadmap thì nó cũng rất dễ để tìm thôi. Mình sẽ thử tìm của cái Cardano này. Đây, nó phần rsuộc này. Các bạn ấn vào roadmap để xem. Đây, cái roadmap nó đã hiện ra. Thì roadmap ở đây nó như là một cái tấm bản đồ cho chúng ta thấy được cái lộ trình phát triển mà cái dự án đó họ đặt ra, và cái hướng đi cũng như là những cái dấu mốc, những công việc và tiến độ của dự án này nó đi đến đâu theo những cái mốc thời gian cụ thể. Ví dụ tháng này họ làm cái gì, tháng sau họ làm cái gì, tháng 2 họ đưa ra nền tảng mới, hay tháng 3 họ chạy trên ứng dụng mới chẳng hạn. Thì mỗi một cái dự án nó sẽ có một cái lộ trình, cái roadmap khác nhau. Thì chúng ta sẽ theo dõi những cái mốc thời gian ở trong quá khứ, xem là cái đồng coin đó họ có làm đúng theo cái roadmap của họ hay là không, và có uy tín với lời nói của họ hay không. Và nếu mà những cái dấu mốc đó mà họ hoàn thành đúng như roadmap, thì cứ sau mỗi cái mốc đó, giá của crypto đó nó lại tăng lên một bậc, vì nó cải tiến và được cộng đồng tin tưởng hơn. Và cái keyword quan trọng thứ hai đó chính là cái white paper của dự án. Thì white paper dịch ra tiếng Việt nó là cái cáo bạch, nó chứa đựng tất cả những cái thông tin của cái dự án này. Và các bạn chỉ cần dành thời gian ra để đọc hết cái white paper này thì các bạn sẽ hiểu 100% về cái dự án này nó như thế nào, nền tảng của nó là gì, ứng dụng của nó là gì, mục tiêu và tiềm năng của nó trong tương lai như thế nào, và tầm nhìn ứng dụng của nó trong tương lai ra sao, và cách hoạt động của nó, các tính năng ưu việt nổi bật của nó là gì, thậm chí là cả cái cách quản lý vốn của dự án ra sao. Chỉ cần các bạn đọc hết cái white paper này là các bạn sẽ hiểu toàn bộ về dự án. Thì các bạn sẽ lên cái trang web của cái đồng coin các bạn quan tâm, các bạn tìm cái phần white paper này, các bạn ấn vào để các bạn đọc. Và thêm một cái nữa, đó là smart contract, cái hợp đồng thông minh. Thì từ những cái thế hệ blockchain 2.0 như Ethereum trở đi thì nó bắt đầu có cái này, còn Bitcoin thì nó chưa có. Thì cái smart contract nó là một cái cực kỳ tuyệt vời, nó cực kỳ minh bạch và công bằng. Nó là một cái hợp đồng được lập ra trên hệ thống blockchain để thể hiện những cái quy chuẩn của crypto đó. Thì một khi đã tạo ra thì nó không thể sửa đổi và cũng không thể xóa đi. Thì mỗi một cái dự án nó sẽ có những điều khoản khác nhau trong cái smart contract. Nhưng ví dụ nó có thể cho chúng ta biết được là ai đã giao dịch cho ai, hay cái đội ngũ phát triển của họ, họ phân bổ vốn như thế nào, và họ sẽ giữ lại bao nhiêu phần trăm của dự án, và dành cho phát triển dự án là bao nhiêu phần trăm, phát hành ICO là bao nhiêu, bán ra cộng đồng là bao nhiêu, và nó được công khai. Thì đây là cái dữ liệu mã hóa và không thể làm giả. Thì cái dự án nào sau này mà không có smart contract thì khả năng rủi ro của nó khá là cao. Vì nếu không có hợp đồng thông minh thì mình không biết là cái đội ngũ phát triển của họ sở hữu lượng coin là bao nhiêu. Mà cái người chủ khi mà họ sở hữu lượng coin quá lớn thì họ sẽ điều khiển được cái giá thị trường của đồng coin đó. Nó rất là nguy hiểm, vì đồng coin đó rất dễ có khả năng bị làm giá. Và nếu chúng ta lao vào, chúng ta sẽ trở thành con mồi. Và tiếp theo thì qua cái website của một đồng coin, chúng ta có thể check được cái thông tin về cái đội ngũ phát triển của đồng coin đó họ là ai. Thì mình sẽ ví dụ về một đồng coin khác đi chẳng hạn. Thì mình sẽ lấy ví dụ về cái đồng Omisego này đi. Chúng ta ấn vào phần website thì nó sẽ hiện ra website của cái đồng coin Omisego này. Thì chúng ta sẽ tìm cái thông tin về cái đội ngũ phát triển của cái đồng coin OMG này. Đây, các bạn có thể thấy
các bạn có thể thấy là cái đội ngũ phát triển của nó là đều công khai ra ở đây rồi. Rồi team advisor có nghĩa là cái người cố vấn của họ ở đây. Thì các bạn có thể thấy là trong cái đội ngũ cố vấn của cái đồng coin OMG này thì có một người rất nổi tiếng, đó là Vitalik Buterin. Thì anh này chính là người mà tạo ra cái đồng coin Ethereum đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó thì những cái thông tin về cái đội ngũ phát triển của cái đồng coin OMG này thì bao gồm có avatar, ảnh chụp của người đó, rồi tên họ của họ, thì các bạn có thể lên Google để tìm hiểu những thông tin về người này, hoặc là lên các trang mạng xã hội như là LinkedIn hoặc là Twitter của họ để xem lên hồ sơ. Thậm chí nếu cần thì các bạn có thể nhắn tin hỏi thẳng trực tiếp họ. Vì trước đây có một cái dự án ICO chuẩn bị phát hành, thì cái dự án đó họ để trong cái đội ngũ phát triển của họ có một cái ông người Nhật rất là uy tín trong giới công nghệ. Và vì thấy có mặt ông đó nên người ta đánh giá cái dự án này rất là cao. Nhưng khi nhắn tin hỏi với ông đó thì ông đó trả lời là không biết và không liên quan gì đến cái dự án này. Thì những cái dự án mới ra như vậy các bạn phải check thông tin kỹ càng hơn là những cái dự án mà đã lên sàn như thế này. Thì chúng ta đã kiểm tra được ba cái yếu tố, đó là nền tảng, tính ứng dụng và cái đội ngũ phát triển của một đồng coin. Và hai yếu tố còn lại là cộng đồng và marketing. Thì các bạn vào các trang mạng xã hội của nó như là Twitter hay Facebook và Telegram để xem cộng đồng của nó có đông hay là không, người ta có bàn tán trên đó nhiều không. Thì mình sẽ thử tìm hiểu của cái đồng coin Omisego này cho các bạn xem. Bạn kéo xuống dưới, thường cái phần mạng xã hội thì nó sẽ hay để ở dưới cái trang web. Đây, ở đây thì chỉ có của Twitter và Reddit thôi. Thì các bạn ấn thử vào Twitter để xem. Như các bạn có thể thấy thì đây là cái trang Twitter chính thức của cái đồng coin Omisego này. Và chúng ta thấy được ở đây là nó có cái số người theo dõi, chứng tỏ là cái cộng đồng quan tâm đến cái đồng coin này khá là lớn, đến tận hơn 200.000 người. Và các bạn cũng phải xem là trên các trang mạng xã hội của cái đồng coin đó họ có cập nhật thông tin thường xuyên hay là không, và có trả lời hỗ trợ cộng đồng nhiều không. Thì đó là những cái yếu tố để chúng ta đánh giá về cái sự hỗ trợ support của họ như thế nào. Và có một cái phần nữa mà chúng ta cần nghiên cứu, đó là cái phần announcement của cái đồng coin đó ở trên trang CoinMarketCap. Các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện ra một cái phần topic của cái đồng coin đó ở trên cái diễn đàn Bitcoin Talk. Thì đây nó là một cái diễn đàn về cryptocurrency lớn nhất thế giới từ ngày đầu đến giờ. Thì các bạn có thể lên đây để đọc và tìm hiểu hầu hết thông tin về crypto đó, và xem cộng đồng người ta bàn luận đánh giá về cái đồng coin đó như thế nào. Thì nó sẽ có ở trên cái trang Bitcoin Talk này. Thì trên đây các bạn đã biết được những cái cách để chúng ta có thể check được những thông tin và xác minh được cái thông tin về 5 cái tiêu chí mà chúng ta đã đặt ra cho một đồng coin. Đó là nền tảng, ứng dụng mục tiêu, đội ngũ phát triển, cộng đồng và marketing. Thì để tìm hiểu được hết những cái thông tin như thế này về một đồng coin thì cũng không phải là dễ. Riêng đọc xong một cái white paper thôi các bạn cũng mất ít nhất là một ngày để hiểu hết được nó. Thì khi chúng ta đầu tư vào một đồng coin thì chúng ta phải bỏ thời gian, bỏ công sức ra để tìm hiểu những cái thông tin về cái đồng coin đó. Chúng ta phải hiểu được nó, chúng ta nắm được những cái thông tin của nó trong lòng bàn tay thì chúng ta mới có thể đầu tư vào nó được. Thì trên đây mình đã tổng hợp lại cho bạn những cái phương pháp cũng như những cái từ khóa để các bạn có thể đánh giá được thế nào là một đồng crypto tốt và loại bỏ những crypto xấu, thì để chúng ta có thể đầu tư một cách phù hợp nhất. Và trong cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn là làm cách nào để lựa chọn một cái dự án ICO tốt. Còn bây giờ mình xin kết thúc cái video này ở đây.